Chào mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt Zalo trên máy tính một cách tỉ mỉ hơn. Trước kia mình đã có một bài hướng dẫn cài đặt cái bản Zalo mà của trang chủ Zalo cung cấp á. Mọi người nói là khó hiểu và có một số người nói là mình không có hình dung được và không có làm theo được. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái bài hướng dẫn mới và hướng dẫn tỉ mỉ rõ ràng hơn. Mọi người tải cái file cài đặt ở bên dưới video mình đưa, hoặc là mọi người có thể tải trực tiếp ở trên trang chủ của Zalo. Bây giờ mình mở cái file cài đặt này lên. Ở đây nó có chọn thư mục để cài đặt, thì mọi người có thể để mặc định hoặc là tạo cho một cái đường dẫn khác. Ví dụ như mình không muốn để ổ C mà mình để ổ D chẳng hạn, tôi muốn để ổ D, tôi muốn để vào một ổ D. Mọi người chỉ cần để mặc định thôi. Tại vì ở đây tôi để một cái đường dẫn khác, tại vì trong ổ C tôi đã có cài cái Zalo này rồi. Bây giờ tôi cài vào ổ D để tôi hướng dẫn cho mọi người cách cài thôi. Bây giờ mình bấm vào cài đặt. Phần mềm nó sẽ cài đặt khoảng chừng vài giây. Rồi bây giờ thì phần mềm này đã được cài đặt rồi. Mình ra ngoài desktop mình thấy cái icon của nó. Thì mình kích vào để mở nó lên. Thì nó sẽ kết nối như thế này. Mình không thể vào được cho tới khi là mình sẽ dùng điện thoại để quét cái mã này. Thì khi mọi người đưa cái con chuột vào đây thì nó sẽ có một cái hướng dẫn cho mọi người vào đâu để quét mã nè. Đó là cái hình cái điện thoại cái bên nè. Bây giờ mọi người sẽ rời màn hình máy tính và đến với cái màn hình máy quay phim của mình. Mình sẽ quay lại cái hướng dẫn ở trên máy quay phim của mình để mọi người hình dung rõ hơn. Bây giờ mình cùng rời màn hình máy tính và đến với màn hình máy quay phim. Đây là máy tính bảng của mình, mọi người có thể làm tương tự đối với điện thoại. Mình vào và menu và mở cái Zalo lên. Đây là giao diện của Zalo. Đầu tiên mình vào ở bên trên góc phải, bên trái phía trên cùng của màn hình thì nó có một cái ba cái gạch ngang, thì mình vào đây, vào một cái mục sản phẩm. Thì nó sẽ có cái phần là kiểm tra phiên bản mới. Mọi người sẽ cập nhật phiên bản mới nhất cho máy của mình. Để Zalo hoạt động tốt nhất thì phiên bản phải từ 2.0.3 trở lên. Hiện nay thì có bản 2.0.8 rồi. Và nó sẽ ngày càng cập nhật nữa. Mọi người phải cập nhật cái phiên bản mới nhất để cho nó hoạt động tốt nhất. Sau đó mình thoát ra, mình vào cái mục vòng tròn mà có ba cái dấu, cái vòng tròn có ba cái chấm ấy. Nó sẽ hiện cho mình cái mục quét mã QR này. Mọi người chỉ cần chọn vào nó thì nó sẽ tự động kích hoạt cái máy ảnh của mình lên, và sau đó là đưa cái máy ảnh của mình tới cái mã QR trên cái màn hình máy tính này. Mình sẽ đưa lên màn hình máy tính, nó sẽ tự động nhận dạng và quét cho mình. Nó sẽ phát ra một cái tiếng bíp. Thì bây giờ ở trên cái màn hình của máy tính của mình, máy tính bảng của mình á, hay điện thoại của con là điện thoại đó, thì nó sẽ có hỏi mình xác nhận, thì mình bấm là có. Nó sẽ cho phép mà máy tính mình đăng nhập vào. Thì bây giờ mình cùng xem lại với màn hình máy tính. Bây giờ mình quay lên màn hình. Thì Zalo nó đang đăng nhập rồi. Bây giờ mọi người cùng trở lại với màn hình máy tính của mình nha. Tới đây thì Zalo nó có hỏi mình một cái thông báo là mình có muốn ghi nhớ đăng nhập không. Thì mọi người, nếu mà mình dùng chung máy tính á, thì mình nên thoát ra. Nhưng mà nếu mình thoát ra như vậy á, thì mỗi lần sau mình đăng nhập vào là mình mỗi lần phải quét mã. Đối với một số bạn nói là mình không có cái mã, không có smartphone thì làm sao. Thì cách đơn giản nhất là mình ghi nhớ lại đăng nhập. Thì mỗi lần sau mình chỉ cần mượn cái điện thoại, mình đăng ký Zalo và mình quét mã một lần. Thì mỗi lần sau mình không cần phải quét mã nữa. Rồi, bây giờ mình ví dụ như là mình tắt nó đi. mình tắt ở đây, ở trên này nó cũng còn hiện, nó còn hiện ở đây. Mình tắt ở đây nó vẫn còn hiện thì mình bấm thoát luôn, ví dụ thoát luôn thì nó vẫn chưa có thoát, khi nào mình bấm đăng xuất thì nó mới đăng xuất thôi. Mình tắt máy mình mở lên thì mình mở lại thì nó cũng vẫn còn lưu, nó sẽ tự động đăng nhập lại cho mình ở các lần sau, mình không cần phải mượn điện thoại mà quét mã nữa. Đó là như vậy. Thì bài này mình đã hướng dẫn một cách tỉ mỉ hơn rồi, hy vọng là mọi người có thể là cài đặt được Zalo để mà sử dụng trên máy tính. Cảm ơn mọi người đã xem cái bài hướng dẫn này của mình. Nếu như mọi người có thắc mắc gì nữa thì để lại lời bình luận ở bên dưới hoặc liên hệ với mình qua ở trang Facebook.